Chào các bạn nhé, tôi sẽ dẫn cho các bạn cách khắc phục vấn đề mà tải được về rồi nhưng mà không đăng ký được đính tải. Khi đến cái phần mà nhập số điện thoại, các bạn sẽ để như thế cái phần mặc định, đây là số 01 này, cộng 1 này. Đấy, các bạn kích vào đây, kích vào cái phần này, các bạn chọn 84 mã vùng Việt Nam, chọn mã vùng 84 vùng Việt Nam. Đấy, như là tôi sẽ sửa này, cộng 84 mã vùng Việt Nam. Đây, sau đó là thỏa thuận điều kiện, lúc đấy các bạn ấn đăng ký thì mới thành công được. Nhiều bạn cứ để cái mặc định 01 này trong số điện thoại của mình bảo là không được, rất là đơn giản như vậy. Rồi, có những vấn đề gì mà khó khăn lại không đăng nhập được, các bạn cứ nhắn tin cho tôi theo số điện thoại Zalo. Rồi, chào các bạn nhé.